Đây này đúng không? Cái này đúng không? Quay chưa? Rồi. Thế đúng không? Cạnh nhá. Cái này ấy, chỉ cần con một con nghiêng này cái nó không chạy được này. Một cái cuối này. Em chụp ảnh nó nghiêng này này. Nó bảo nó chỉ cần nghiêng này cái nó không chạy nổi này. Đấy. Đúng không? Khi để vào nó rất dễ bị nghiêng này, hiểu không? Muốn để thế nào? Làm này thì một thằng làm bốn mấy nào mắt à? Một thằng ăn rồi đi xếp này hết ngày đúng không? Đúng không? Tôi đằng sau này này, em quay chỗ tôi đằng sau đấy, đây này. Đi à? Đi chưa? Thôi nhá. Cần nước không? Rồi, rồi, rồi. Cái dòng mà dòng nó đi ra nó bị cái